xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Xuồng đi hướng nào quay phim? Ok không em? Em nghĩ vậy hả? Bỏng. Ui, dễ quá. Ủa, nhà nhiều lắm. Chết rồi. Có ở đây không? Không có. Không có. Ủa nãy giờ em thấy nghệ sĩ nào đây không? Có. Đâu? Anh chụp với tụi em một bức rồi em nói cho. Ok, chụp hình, lẹ. Đi làm chè em chưa? Ok, vô chụp hình, lẹ. Đi vô. Rồi đứng đây hết đi. Đúng là không có ai kém mình hết. Mình đi trước được không? Ok. Rồi đâu? Ở đâu? Anh đi rẽ xuống đây nè, xong đi thẳng lên đó. Đi, đang đứng nha. Đi. Cái lu kim cái lu kim cái lu. Dạ các vị khách mời ơi, hãy bao dung cho trẻ em nhỏ đi ạ. Liệu có phải là trong đây không nhỉ? Bị tê chân. Bị tê chân rồi mình phải để đổi thế lại mới được. Nãy giờ bỏ cô ta. Bỏ cô em mới đầu hàng. Đầu hàng nha. Cho người ta xí mình luôn. Mà không có được. Này là tập thể mà. Mình chống được mình tập thể mình mới được thắng. Tôi bị mất kẹt. Trời, cái gì vậy trời? Thôi không đi nữa. Chứng tỏ là phong thủy không tốt anh ạ. Chui vào không được thì chắc là sẽ không có ai đâu. Chị ơi, ở gần đây có chỗ nào họ hay mắc võng không hả chị? Khu nào cũng giăng được hết. Mà cái đòn của chị giăng ở đâu thì chị? Không, nhị ý em là ở đây họ không răng sẵn võng à? Không có sẵn mình. Bác ơi, bác đi dọc đường bác có thấy cái võng nào không? Võng hả? Vâng. Võng ở đây rất nhiều bác ạ. Sao tôi nãy giờ tôi không thấy cái nào luôn á? 8.000 cái võng ở đây, 8.000 cái cầu. Chúc bác may mắn ạ. Đừng nói chơi lên cây nha. Ai đứng bên gốc dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Con gái của Bến Tre. Người ta nói là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Và tôi đang ở nơi an toàn của chúng tôi. Tuyệt vời. Em đã tìm được khách mời rồi ạ. Ai vậy? Nhanh vậy? Lẹ lắm, vô cái lời. Đây. Anh chị ơi, có ở đây không? Em đã thấy một người ngụy trang giấu được. Chàng trai tuấn tú khôi ngô. Và Ủa? Tại sao biết hay vậy? Xin chào Jim Tuấn Kiệt. Trời ơi, cái này khó quá. Ôi, nhìn cái này biết liền. Nóng chứ, rất nóng luôn nè. Ướt nhẹp người rồi. Nhưng mà sao tìm thấy hay vậy? Ủa, là núp kỹ quá, người nhỏ quá đó. Lọt cái gì ra biết không? Nguyên cái mông. Ủa vậy hả? Núp kỹ lắm luôn, nó ngụy trang tốn. Cái này là
tốn bao nhiêu là chất xám. Ý tưởng hả? Đúng rồi. Và nãy giờ là không dám đi đâu, mắc toilet nãy giờ không dám đi luôn đó. Nhanh nhanh đi ra, tại vì có tính giờ. À có tính giờ hả? Ừ, cứ từ từ đi. Không được. Hả? Sao vậy? Kính thưa quý vị thân mến, cuộc chơi này nó quá dễ dàng đối với tôi. Đã có Kim Tuấn Kiệt rồi thì làm sao thiếu Buka được, đúng không? Buka ơi, con ở đâu? Ba đến đây rồi con ơi. Ba đã gặp con rể của ba rồi. Thì con đang ở đâu? Buka ơi, con ở đâu? Con ở đâu? Sao mà mọi người đều nghèo ngồi yên vậy mà sao một mình leo đến cây này nó cực dữ vậy trời. Con khỉ á, cái tập tính của nó là leo cây nó còn biết mỏi, huống hồ chi là con người. Tính ra trốn mà trốn trên mấy cái cây xoài, cái mận, cây mít này nọ nó dễ hơn trốn trên cây dừa. Ví dụ qua bến cây này nè, nó có cái mấy cái ngã ba, ngã tư á, mình lấy cái chân mình chấn cái ngã ba, ngã tư của nó thì mình được. Ai ngồi trên võng vậy? Hồi nãy ai chọn võng vậy ta? Ai giống Lâm Hùng vậy? Ủa bà Lâm Hùng hả? Ủa Lâm Hùng này ngồi chiếc võng là không phải người Giang đi kiếm. Giang đi kiếm ai? Tôi đi kiếm người cây dừa. Giang phải tìm chỗ nào có đúng ba cây dừa. Ba cây dừa hả? Ba cây dừa mọc chung một chỗ. Vậy thôi ngồi đi chơi đi. Ờ ừ, chờ. Em khỏe hả? Khỏe chứ hả? Ok vợ con hả? Vợ con cũng bình thường rồi, quán mười khó này quán ok không? Đang chuẩn bị khai trương cái mới. Trời ơi chị chúc mừng nha, thì nhớ đâu, mời nha. Ok có chứ. Nhớ mời. Nhưng mà tôi dặn là không có được giảm giá. Đối với tôi là không được giảm giá. Đâu có đó, không phải là giảm giá vì tiền, giảm giá vì tình. À dạ. Đúng vậy. À, cũng không cần thiết đâu. À, cũng không cần thiết đâu. À, dạ ok rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Chị lặt rau rồi luộc, em luộc rau lặt rồi. Lòi ruột rồi. Rồi bà trốn toilet sao biết? Dương Lâm, chết rồi, Dương Lâm kiếm tôi hả? Chí xuồng. Anh đi qua luôn rồi, anh không thấy. Ở đó hết xuồng chưa, còn xuồng đâu? Đúng là cái chỗ chốt kín đáo thiệt chứ. Kìa. Tiểu thơ. Ủa anh Dương Long, anh đi đâu đó? Anh đi đâu đó? Anh Long dữ vậy mày, dữ vậy anh đi đâu vậy? Hả, cô phải là của ta đó, anh bắt được em. Trời ơi, anh không nói thiệt hả? Dạ không, không nên, không nên anh Long. Em vô đừng vô đây, vô đồ hư đồ hết. Chúng tôi hỏi là mì trôn có ướt không ạ? Ướt. Mì trôn nhảy được không? Chết rồi, cứu tôi. Tiểu thư. Anh Long có muốn nghe em hò một bài không? Mời em hò trước khi mà tôi bắt được em. Hòi sông quê nước chảy đôi bờ. Buka nó hát dở mà ngồi tới đây còn nghe hát dở nữa kìa. Anh Lâm đừng có chơi bán mạng như vậy. Đừng có như vậy anh Lâm à. Chết tôi rồi. Xuống đẩy chị đi. À, đi ra đâu chị? Đẩy đi đâu rồi đó? Đẩy đi đâu rồi đó? Cứu chị. Cứu chị. Phụ anh. Fan của anh là phụ anh. Bắt cô ba lại. Cô ba đứng lại. Cô mới là vợ của tôi. Không, đừng bắt em. Cô mới là vợ của tôi. Đẩy đâu rồi chị? Đi lên đi. Cô ba. Cứu chị. Đẩy chị lên cầu đi, chị leo lên. Cứu chị. Chết rồi. Anh đang sắp qua trên bờ kìa. Lôi chị ra. Em trên xuồng mà, em không phải khách mời của anh rồi. Đẩy qua. Ủa dạ, không phải hả? Không phải chị đẩy chị vô, đẩy chị vô. Đẩy lên, tắp vô bờ đi. Tắp vô bờ. Cảm ơn mấy đứa. Khi nào thành tài chị sẽ quay lại chào mấy đứa. Cảm ơn mấy đứa. Cô ba. Come on!
bè. Nổi tiếng ngọt ngay. Ai ăn rồi nhớ mãi miền Tây. Ồ. Ngộ ghê. Gái miền Tây má hay. Với các cô đời bao thế hệ, phù sa ơi đậm tình hương quê. Em chào mọi người. Em đậu trời ơi Lâm ơi. Ngọt vô. Để đi. Ai mượn vậy? Để đi. Ai mượn vậy? Khách mượn của tôi mà. Cái gì? Không, để đây. Nói đây. Xuống, bỏ xuống rồi. Đúng là ha. Người đẹp với người xấu có khác ha. Xin lỗi nha, ai sẽ không biết được rồi. Anh nhìn hộ em luôn rồi. Nhìn mắt em kém lắm. Anh hãy giúp đỡ em đi để bọn mình hoàn thành thử thách sớm. Chúng ta không thể đi trời nắng nữa. Hay có khi nào chương trình vẽ nhầm từ xích đu lại thành võng không? Hello. Hello, em tìm ai? Em đi tìm võng, em tìm người ngồi trên võng. Em tên gì? Em tên Bé Phương. Thật sự là từ nãy đến giờ em rất nhiều mồ hôi. Có phải là em hát rồi? Em hát nhiều bài hát. Em hát bài Bùi đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Em muốn bắt tay anh một cái làm quen. Không, nhưng mà anh không muốn. Trời ơi, trời đời tôi khổ quá thôi. Anh ơi. Giờ hát anh nghe một bài đi. Anh sẽ chậm em. Không yêu hay yêu nó. Trời ơi, tôi đau khổ quá. Mong rồi, em hát rồi đó. Nói chung anh cũng lớn tuổi, anh cũng mệt. Bây giờ hứa với anh xong ca với anh bài đi, mai mốt xong ca với anh bài. Dạ. Yeah. Hứa nha. Mai mốt có cơ hội một cái khúc phù hợp, chúng ta lại cùng nhau hát. Phù hợp gì hứa. Mai mốt bất cứ bài hát nào anh Hùng, Lâm Hùng yêu cầu là Bích Phương sẽ xong ca với Lâm Hùng. Hứa không, có chương trình hứa không? Dạ em hứa luôn, bây giờ em quá mỏi mệt rồi. Đâu em đi, em. Thẹn luôn.